Hai, cho tất cả mọi người, độc lạ và mang theo một phong cách riêng, đó chính là những gì đồ đá banh .com.vn mang đến cho tất cả mọi người. Và đây là một tác phẩm được sự kết hợp hoàn hảo giữa công ty FPT cùng với Sông Toàn Sport. Nhìn sơ qua màu áo này thì các bạn cũng có thể đoán được màu áo này được chế lại từ một màu áo T90 có sẵn trên thị trường. Thì nếu các bạn chưa biết về màu áo T90, các bạn có thể truy cập ngay vào website đồ đá banh .com.vn vào chuyên mục áo bóng đá T90 F50 thì các bạn có thể thấy được cái màu áo đó. Thì theo yêu cầu của công ty thì thay vì cái mẫu có sẵn là cổ tròn thì bây giờ mình sẽ chớ thành cổ trụ và bắt đầu đính vào hai nút áo. Thử quan sát của nút áo. Cổ này giống như cái cổ của áo Real Madrid mùa 2014. Phần bên dưới này sẽ là một test typo. Test này rất là hay. Thì tất cả những vấn đề của xã hội và bắt đầu tìm ra những giải pháp để bắt đầu kinh doanh. Bên ngực trái này sẽ được in logo và logo này được in chuyển, tất cả mọi thứ đều in chuyển cho nên phần bao cấp thì các bạn yên tâm. Về chất liệu vải, đó là vải mề Thái. Mề này thì có công dụng hút mồ hôi rất là tốt khi chúng ta hoạt động nhiều, đá bóng thì ra mồ hôi rất nhiều và nó hút mồ hôi rất tốt và thoáng mát. Về đường may thì các bạn có thể quan sát về đường may tất cả mọi sản phẩm được may và thiết kế lại của Sông Toàn Sport đều được may bằng mũi khâu ba kim. Các bạn quan sát kỹ phần này. Thì mình có làm một cái video nói về sự khác nhau giữa sản phẩm của Sông Toàn Sport và tất cả những sản phẩm bên ngoài thị trường. Thì các bạn có thể xem video đó và biết rõ hơn về phần đường may. Nhìn các bạn có thể quan sát xem và bên trong và bên ngoài đều là ba khâu và đường chỉ may rất là dày cho nên là các bạn yên tâm một phần bị bông chì giống như những áo thông thường mọi người. Đây các bạn có thể quan sát ở bên đây. Summer dưới là lấy nét được. Ăn nút. Rồi các bạn quan sát vừa vải và vải thun mềm. Ok. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích những màu áo mà thiết kế riêng cho công ty mình thì các bạn có thể truy cập vào website đồ đá banh .com.vn và vào phần mục là áo bóng đá thiết kế để chọn cho đội bóng của mình một màu áo ưng ý. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.